Cho nên như vậy Cõi nước Phật kia Đều tích đức cá thiện Không có mấy may ác nào Ở đây tu thiện Mười ngày mười đêm Hơn hẳn các phương Quốc độ chư Phật khác Làm thiện một ngàn năm Cho nên như vậy Nước Phật cõi khác Phước đức tự nhiên Không có nơi để tạo ác Chỉ có thế gian Hiện ít ác nhiều Uống đắng ăn độc Chưa nếm nền dịch ở nơi này môi trường xấu quá Xấu quá quý vị có thể học tốt Có thể giữ gìn được Đây gọi là khó được mới đáng quý cho nên công đức của quý vị liền hơn hẳn mười phương. Đạo lý là ở đây vậy. Chúng ta xem chú giải. Phật dạy cho chúng ta quán thực đức bổn. Theo hội sư, đức bổn có hai nghĩa. Một Lục độ là gốc của tất cả công đức Nên nói đức bộ Đây là nghĩa rộng Phật giáo Đại Thừa đích thực là dùng lục độ làm hạt nhân Thế Tôn năm xưa Tại thế dạy học Giảng lục ba la mật Giảng 22 năm Đây chính là kinh Đại bát Nhà Hay là Sáu chữ hồng danh và di đà lựa chọn Xe thành phục bổ nguyện nhất thành quả đức đây đủ dạng đức là gốc của các đức nên nói là gốc của đức nghĩa thứ hai chính là một câu sáu chữ hồng danh di đà đức hiệu Quý vị thường niệm Danh hiệu Phật đó Chính là gốc của Đức Cho nên Chúng ta tuân theo lời dạy xưa Đặt a di đà Phật vào trong tâm Chính là đặt gốc của Đức vào tâm tâm quý vị liền trở thành gốc của đức bởi à, tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều là đang tích thiện tích đức à, không có mảy may bất thiện xen tạp vào trong đó Cho nên trong 12 thời khắc Niệm niệm, niệm quay về A-di-đà Phật Chúng ta nhìn thấy Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Chỉ cần quý vị tỉ mỉ Quý vị đi quan sát Rất nhiều đảo tràng Quý vị đến thăm niệm Phật đường Những bà già, ông già ở đó Cầm sâu chuỗi niệm Phật Họ đích thực chỉ có một câu danh hiệu Phật Họ không có tạp niệm Quý vị hỏi thầy họ thầy điều đó, gì Họ đều là A-di-đà Phật Quý vị nói với thầy họ thầy điều gì Họ vẫn là A-di-đà Phật à, thầy Toàn thầy bộ thầy họ đều quy về A-di-đà Phật thầy Người thầy niệm Phật như vậy thầy Lúc thầy lâm chung sự biểu pháp cho chúng ta tướng lành hy hữu thật sự giảng sanh rồi người thông minh một đời cuối cùng cũng không bàn thọ họ như thế nào họ một đời đều nắm vững đức bổn này công đức họ tu tập được chúng ta không nhìn thấy nhưng quả báo công đức của họ chúng ta nhìn thấy tướng lành trong lúc lâm chung chúng ta thấy được người này đến cõi này không vô ích chúng ta nhìn thấy nghe thấy phải biết cách ngưỡng mộ phải biết học tập người khác không nên để cuộc đời này trôi qua trong lãng phí Như lai chánh pháp là gì? Là kinh giáo đại thừa. Kinh giáo đại thừa đối với căn tánh chúng sanh ngày nay là khí cơ nhất. Là thuận tiện nhất. Là trực tiếp nhất, vững vàng nhất. Thành tựu thù thắng số một Không gì bằng pháp môn niệm Phật Trì danh niệm Phật Tổng quy vào trong bộ kinh này Ngày xưa tôi học Hoa Nghiêm Dành không ít thời gian cho Kim Hoa Nghiêm Cuối cùng thấy Hoa Nghiêm Tổng kết Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát Mười Đại Nguyện Dương Được quy về cực lạc Đến cuối cùng quy về vô lượng thọ vô lượng thọ là chỗ quy về của hoa nghiêm à, lúc tôi đó tôi mới thật sự hiểu rõ được vấn đề này tôi đã rõ ràng rồi hoàn toàn khẳng định kinh vô lượng thọ và kinh hoa nghiêm là một thể không hay không khác lời cư sĩ bành tế thành nói tôi hoàn toàn đồng ý không có chút hoài nghi nào ông nói kinh vô lượng thọ là trung bộ hoa nghiêm hoa nghiêm chính là đại bổn kinh vô lượng thọ trong đây có tiểu bổn kinh A-di-đà Đó chính là tiểu bổn Kinh A-di-đà là kinh tiểu bổn Vô lượng thọ là kinh trung bổn Hoa nghiêm là kinh đại bổn Ba kinh một thể Ba kinh không hay không khác Tôi cho rằng Kinh Hoa Nghiêm phân lượng quá lớn Không phải người thông thường hiện tại có thể thỏa tri được Cho nên tôi liền buông Kinh Hoa Nghiêm xuống Tôi giảng Kinh vô lượng thọ Ngày xưa giảng qua 10 lần Lần này là lần thứ 11 Tôi thật sự phát tâm này Đời này những năm tháng còn lại Chuyên giảng kinh vô lượng thọ Chuyên hoàng dương kinh vô lượng thọ nếu như tương lai có thời gian tôi sẽ viết cho kinh hoa nghiêm một quyển rút gọn phân lượng lớn quá thì rút gọn nó lại Lưu giữ lại những đoạn tinh túy của Kinh Hoa Nghiêm Chỉ một phần mười Người hiện đại liền sanh tâm hoa nghỉ Liên tên Nguyễn Xem Điều này là cần thiết Tôi cũng quan nghênh những đồng học trẻ tuổi làm gì quý vị làm cho tốt để... đưa tôi. cho tôi xem à, xem xem quý vị tóm lược có thích đáng hay không nguyên tắc tóm lược quan trọng nhất là uh, nhắm đến xã hội hiện tại vậy nó mới ít lợi mới khí cường Nhất định không thể thay đổi nguyên văn Mới gọi là khỉ lý Khỉ cơ khỉ lý Chính là chánh pháp như này Đức Phật từng nói Căng tánh chúng sanh thời kỳ mạc pháp đều là đại thừa cho nên tiểu thừa hiện nay chúng sanh không muốn học họ hướng đến đại thừa đại thừa khí cơ Kinh vô lượng thọ là kế cơ nhất Cho 9.000 năm về sau Cho nên bộ kinh này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Nếu như có được duyên phận này Có thể mở một lớp chuyên tu Lớp chuyên tu về kinh vô lượng thọ ngày xưa pháp sư viên anh suốt đời yêu thích kinh lăng nghiêm tại thượng hải ông mở một lớp lăng nghiêm chuyên tông học viện học viện đó của ông chuyên học về kinh lăng nghiêm ngày xưa đài loan pháp sư bạch thánh là một thành viên tốt nghiệp từ học viện đó đây cũng là ngày xưa lúc đó tôi xuất gia rồi pháp sư chữ vân vì này tu tịnh độ Tại Phụng Sơn Phùng Sơn ở miền Nam Đài Loan Ông mở một lớp Tịnh độ chuyên tông học viện khoảng hai ba năm thì không còn nữa làm không thành công ý tưởng này đáng được tham khảo à, dân chuyên dân tông quả nhiên là chuyên Quả nhiên là tâm Phù hợp Nhất môn thâm nhập Trường thời vương tu Mục đích dạy học Không thể xa rời Nguyên tắc thí tôn chỉ đạo Đó chính là Tam học giới định tuệ Nương theo tu học dưới định tuệ Chắc chắn Nhân giới được định Nhân định cai quệ Đây đúng là đại thừa Đây không phải là giả Cho nên kinh vô lượng thọ đích thực có thể Tập hợp chí đồng đạo hợp Những người đồng chí hướng cùng nhau học tập Giảng cho thông nó Diễn thuyết thông rồi Tương lai duyên thành thuộc rồi Những người này Hoàng dương tịnh tông Trên toàn thị giới Nhất thọ chúng sanh Nhất hương niệm Phật Đây là công đức vô lượng Nơi này chắc chắn Sáu chữ hồng danh đầy đủ dạng đức Lời này rất quan trọng Là gốc của các đức Là gốc của tất cả đạo đức Của thế gian Xuất thế gian Chính là một câu danh hiệu Phật này Thực là gieo trồng vậy tức là bồi dưỡng chữ thực này nghĩa là gieo trồng bồi dưỡng